Ta-da! Chào mừng các bạn đã quay trở lại. Bữa nay thì chúng ta sẽ tiếp tục với các công cụ căn bản trong Photoshop nhé. Phần này thì mình sẽ nói về các cái cách lên màu từ đen trắng. Và do có khá là nhiều kiến thức cho nên là mình sẽ tách nó ra làm hai video. Thì đây sẽ là video đầu tiên. Thì trước tiên thì mình muốn nêu ra một số cái quan điểm như thế này. Đấy là cái việc mà lên màu đen trắng ấy, hay là lên màu trực tiếp thì nó cũng chỉ là cái quy trình cá nhân mà thôi. Thì mỗi cái cách làm nó sẽ có một cái ưu và nhược điểm khác nhau. Tuy nhiên là cái mục đích cuối cùng thì cũng chỉ là để tranh đẹp này, hài hòa với màu sắc và bố cục thì rõ ràng. Cho nên là mình khuyến khích các bạn tự mình thử tất cả các cách mà mình đã hướng dẫn ấy để tìm ra cái phương pháp phù hợp nhất với bạn, xem là cần chỉnh sửa cái gì cho nó phù hợp hơn với cái khả năng của các bạn. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với cái phương pháp đầu tiên. Đây là một cái bức vẽ mà mình đã chuẩn bị từ trước. Thì ban đầu mình cũng sketch như bình thường này. Sau đó mình tách 3 lớp đơn giản. Có 3 lớp đơn giản rồi thì mình sẽ bắt đầu đẩy khối dựa theo ánh sáng và cái bóng đổ của các cái vật thể mà mình có trong tranh. Thì tới cái giai đoạn này thì tùy thuộc vào cái quy trình của các họa sĩ mà sẽ có người dừng ở đây và lên màu luôn, nhưng mà cũng có người sẽ làm cho nó clean hơn rất là nhiều. Như mình thì sẽ vẽ đến cái giai đoạn này thôi thì sẽ bắt đầu lên màu. Đầu tiên là cái cách chỉnh bằng hue và saturation. Thì các bạn sẽ có tích vào cái layer mà bạn đang muốn thay đổi màu và bấm Ctrl U, Ctrl cộng U á, sau đó tích vào cái colorize này. Nó rồi chỉnh tất cả các cái thanh này để tìm ra được cái màu mà bạn muốn. Yeah. Ví dụ như thế này. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể tạo một cái layer hue bằng cách là tích vào cái phần vòng tròn ở dưới này. Chọn cái hue và saturation. Ở cái phần preset này thì chọn custom và tích vào colorize. Cái này thì các bạn sẽ phải biến cái layer hue này thành tệp con của cái layer mà bạn muốn chỉnh màu ấy. Rồi kéo này. Cách dùng mà chỉnh hue này thì nó có một cái hạn chế, đấy là màu của nó hơi bị đơn sắc. Thì các bạn có thể khắc phục nó bằng một số cách, ví dụ như là tạo cho nó thêm một cái lớp color balance. Thế này thì sẽ giúp mình thêm màu vào trong cái khu vực bóng tối và màu highlights, là kiểu như là những cái phần sáng và phần tối của cái layer. Đó, đây là một cách. Ngoài ra thì tại vì nó tạo ra một cái layer riêng cho nên là các bạn cũng có thể xóa bớt đi. Thêm hue vào này. Đây là một cách để cho màu nó được chuyển tiếp nhiều hơn. Bây giờ mình sẽ làm một loạt cái tranh nha. Còn cách thứ hai thì là mình sẽ dùng cái layer mode, sử dụng các cái chế độ hòa trộn màu. Có một số người thì sẽ dùng cái layer phần này. Có một số người thì sẽ dùng cái phần color, nhưng mà mình thì mình sẽ dùng cái phần overlay. Tạo một layer mới. Chuyển nó về cái chế độ overlay này. Sau đó thì mình sẽ ép màu lên. Các bạn cứ ngồi tô lên như này thôi. Bây giờ mình sẽ làm một cái làm nhanh gọn nha. Việc vẽ bằng cái layer mode này thì sẽ có một cái ưu điểm, đấy là giúp cho bạn nhìn được rất trực quan này, rất là dễ dàng ép thêm tất cả các cái màu mà mình muốn. Nhưng mà nó có một cái nhược điểm là nó sẽ làm cái màu của mình nó hơi bị xám đi so với cái việc mà bạn vẽ trực tiếp màu. Và đây là cái kết quả
của hai cái quá trình mà mình lên màu bằng những cái chế độ khác nhau. Đây là cách thứ nhất, lên bằng hue. Còn đây là cách thứ hai, lên bằng overlay. Thì từ cái kết quả này mình đã có một cái base rồi. Mình sẽ từ đây và tiếp tục render lên. Và đây là cái sản phẩm cuối cùng của mình. Trong cái quá trình mà mình thay đổi từ những cái bản màu đầu tiên, đây mình lựa chọn bản này để lên màu. Trong cái quá trình mà chỉnh sửa từ cái bản màu đầu tiên này cho đến cái bản cuối cùng, thì các bạn có thể thấy đấy là mình đã thay đổi pose nhân vật. Tại vì cái nhân vật này mình muốn, cái nhân vật nam ấy, thì mình muốn tạo hình dựa theo cái cảm giác về cái sự vuông, về hình vuông. Còn nhân vật nữ thì để tạo cái cảm giác tròn hơn. Cho nên là mình cố gắng đưa vào những cái chi tiết như vậy, và cái tạo hình nó cũng sẽ thiên hướng về cái hình tròn và hình vuông hơn, mặc dù mình không cố gắng bóp hình quá là mạnh. Như các bạn có thể thấy là cái nhân vật nam, cái đầu anh ta cũng vuông luôn. Thì bởi vì thế nên là khi mà quyết định tạo hình như vậy thì mình sẽ không giữ cái pose này, nó thì mình chỉnh lại thành cái dáng này. Rồi hai cái cành cây này nó bị kiểu chắn màn hình và trông rất là giả, cho nên là mình đã chỉnh sửa lại một chút. Rồi những cái lá này mình nó tạo cái độ nghiêng nó không được đẹp ấy, thì mình cũng thay đổi lại, rồi làm cho gọn hết tất cả những cái chi tiết còn lại, thêm thắt ánh sáng các thứ. Thế thôi, đấy là cái tư duy của mình trong cái quá trình mà mình vẽ. Thì mình cũng có một số những cái chia sẻ như vậy với các bạn. Ok, cái buổi hôm nay đây là kết thúc rồi. Và còn một vấn đề nữa, đấy là hôm trước có một em hỏi mình về cái cách set up cái Coolerus để cho nó từ hình vuông sang hình tam giác ấy. Thì đây em ấn vào đây nha. Ở dưới này nó có một cái góc, có cái chữ square hoặc là triangle này này. Em ấn vô thì nó sẽ tạo ra hình tam giác hoặc là hình vuông. Đó, đơn giản vậy thôi. Tức hôm nay thì chỉ có thế thôi. Còn nếu như mà các bạn hôm nay làm xem clip này và có thực hành, thì nếu như mà có phát sinh vấn đề gì hoặc là gặp những cái khó khăn gì thì các bạn đừng ngại để lại comment cho mình biết. Mình sẽ cố gắng giúp đỡ các bạn hết sức có thể. Còn nếu như mà các bạn thực hành rồi và cảm thấy là nó rất là hữu ích hay là nó rất là thuận tiện cho cái công việc của bạn ấy, thì cũng hãy để lại comment cho mình biết để mà mình coi đó là một cái động lực để mà mình thực hiện tiếp những cái video sau ha. Và đừng quên like và subscribe cái kênh YouTube của mình, cũng như like cái fanpage trên Facebook để có thể cập nhật nhanh nhất và nhiều nhất những cái dự án mà mình đang thực hiện nha. Chúc các bạn ngủ ngon!